tay MC Kỳ Duyên, doanh nhân Duy Hân tình tứ bên người đẹp mới. Trong khi MC Kỳ Duyên đang đi diễn châu Âu, David Duy Hân xuất hiện một mình tại Việt Nam, thoải mái chụp ảnh cùng Ngọc Ni, một người bạn thân thiết tiết lộ mối tình 10 năm của cặp đôi đã kết thúc. Từ đầu năm 2018, cặp đôi hải ngoại vướng tin đồn rạn nứt. Nếu David Duy Hân từ chối nói về thông tin đường ai nấy đi, cho rằng chưa thể trả lời trong giai đoạn hiện nay bởi nó là chuyện cá nhân riêng tư và sẽ lên tiếng về chuyện này vào một giai đoạn thích hợp hơn, thì MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại trả lòng về chuyện đổ vỡ trên trang cá nhân trong dịp Giáng sinh vừa qua. Cô viết: "Tôi bước chân vào tình yêu bằng con tim, tôi bước ra bằng lý trí. Một khi đã yêu và cho tất cả, tôi ra đi lòng thanh thản. Trong đời tôi chỉ hối tiếc những chuyện mình chưa làm, còn nếu đã cố hết sức mà duyên không thành thì đó là số phận. Chấp nhận không tiếc nuối, không than vang. Cảm ơn người đã một lần yêu tôi, có lại kỷ niệm lọt trang giấy mới. Còn ai thắc mắc gì nữa không?" Theo một người bạn thân thiết của cả hai, Kỳ Duyên và Di Hân thật sự đã chia tay sau một thập niên đồng hành. Dù vậy, hai người vẫn giữ được tình bạn tốt, xem niềm vui và hạnh phúc của đối phương cũng chính là niềm vui của bản thân. Trước đó, nữ MC cho rằng hai bên thỏa thuận không đăng ký kết hôn vì cho nhau sự tự do trong hết mọi việc. Thậm chí, Di Hân còn có quyền lựa chọn người yêu một người nào đó phù hợp với cô. "Chúng tôi không ràng buộc nhau, nhưng vẫn muốn ở bên nhau. Điều đó khiến hai đứa cảm thấy tự do vì được làm những gì mình thích. Đến khi nào thấy nhớ nhau thì gọi", Kỳ Duyên tâm sự. Thời gian gần đây, Duy Hân hay góp mặt trong các sự kiện của làng giải trí. Không chỉ tham gia MV của Hồ Lệ Thu, doanh nhân này còn góp mặt tham gia ra mắt MV của Ngọc Ni. Duy Hân cho biết anh bất ngờ với ca khúc "Sự thật em biết" của cô, giọng hát đầy cảm xúc và rất đúng tâm trạng khi yêu. Đáng chú ý, ca khúc nói về câu chuyện cô gái bị bạn trai làm tổn thương nhiều lần, bị lừa dối cặp kè bóng hồng khác. Cô gái chịu nhiều tổn thương và chàng trai tiếp tục níu kéo cô gái. Tuy vậy, cô gái không thể tha mãi để nhận về đau đớn. Mối quan hệ với bạn trai cũ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ngọc Ni chia sẻ. Trong một lần đi diễn, Ngọc Ni gặp anh Duy Hân và chị Kỳ Duyên tại phòng trà. Mọi người thấy Ni hát hay và dễ thương nên xin số điện thoại. Sau đó thì anh Duy Hân có gọi show Ni vài lần và anh em thân thiết với nhau. Anh Duy cũng giới thiệu các bầu show để giúp đỡ Ni đi diễn lúc khó khăn. Giờ cuộc sống ổn hơn nên Ni rất quý anh. Cũng trong sự việc, Ngọc Ni còn bị chất vấn về thẩm mỹ nhan sắc. Học trò Nô Phước Thịnh khẳng định cô cũng nhận được sự thắc mắc về gương mặt khác lạ của mình, nhưng chỉ sử dụng máy nâng cơ làm mặt thon gọn kết hợp niềng răng. Người đẹp đã bắt mũi, nắng cằm, làm nhiều hình dáng gương mặt khác nhau để khẳng định mình không giao kéo. "Nếu không ai tin, tôi sẵn sàng đi bác sĩ để kiểm tra cùng", người đẹp nói thêm.